Hello, em canh xin kính chào toàn thể quý vị anh chị nhé. Hiện bên em đang có một xe là Toyota Venza, vâng, Toyota Venza 2009 xuất Mỹ các bác nhá. Đây là hàng nhập khẩu từ Mỹ về, thì là bên em gọi là xuất Mỹ. Với mẫu xe Toyota Venza này thì bên em cam kết với anh chị là không đâm đụng, không ngập nước, với mẫu xe khá là đẹp luôn. Anh ấy mang xe đổi cho em với mẫu xe này, thì anh chị đang có nhu cầu về chiếc xe này thì em để lại cho anh chị. Còn với chiếc xe này thì em đã nhập lại với cái giá là cũng gọi là rất là ok. Nếu anh chị mà muốn trải nghiệm chiếc xe này thì em nghĩ rằng là chúng ta mua chiếc xe này về trải nghiệm thì cũng rất là tuyệt vời, giá cũng rất là hợp lý cho anh chị nhá. Để anh chị mua về để trả thù quá khứ mình chưa được đi, thì đây em này, chúng ta mua về chúng ta trả thù quá khứ. Bước trên một chiếc xe Toyota Venza hạng sang này, chúng ta bước xuống xe thì khá nhiều người nhìn chúng ta bằng sự kiêng nể cũng như là sự kính phục với anh chị ạ. Đây là xe này, người ta người trước đây gọi là xe của bố của chủ tịch. Đây là đây anh chị đây. Đấy, xe thì em nói thật với anh chị rất là đẹp luôn nhá. Rất là đẹp luôn. Đấy. Em vừa rửa qua một chút nước nã thôi mà đã đẹp như này rồi. Thì là anh chị yên tâm rằng xe này nó phải chất cỡ nào rồi anh chị nhá. Với ngoại thất màu đen, nội thất màu kem như này. Đây là màu truyền thống của chiếc Toyota Venza này nhá. Thì em nghĩ rằng là xe cũng rất là ok. Đấy, và em khẳng định luôn là xe là đẹp không lỗi nhỏ anh chị ạ. Đẹp không lỗi nhỏ anh nhá. Đấy, anh chị mua chiếc xe này thì em nghĩ rằng là về dùng là rất là ok luôn này. Máy vẫn đang nổ rất là êm anh chị này. Đấy, nổ rất là êm luôn. Màn hình cam lùi đầy đủ nhá. Đấy, anh chị thấy chưa? Đây. Hộp thì tay cốp để kính ống quân chu đầy đủ hết anh chị nhé. Xe đi rất là chắc, rất là đầm, được phun bảo dưỡng trong hãng luôn rồi. Anh chị mua chiếc xe này về thì phải nói là rất tuyệt vời, giá chỉ có 400 triệu thôi anh chị nhé. Vâng, anh chị đang có nhu cầu mua chiếc xe này thì liên hệ cho ngay cho Khanh theo số điện thoại của em là 0943 622 621 nhé. Em Khanh xin kính chào toàn thể quý vị. Mà ngày mai em sẽ quay chi tiết về chiếc xe này vì bây giờ trời cũng khá là tối rồi, em không thể chi tiết được hơn ạ.